chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cũng như luyện tập với đề thi thử thứ hai. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlying part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1. Đối với câu hỏi đầu tiên trong phần phát âm thì trong bốn phương án của chương trình, chúng ta chỉ có thể chọn được phương án C Phần gạch chân trong phương án này chúng ta sẽ phát âm là âm sh, specialty. Thế còn phần gạch chân trong ba phương án còn lại chúng ta sẽ phát âm là âm s. Cụ thể như sau. Ở phương án A chúng ta sẽ phát âm từ này là principle. Ở phương án B chúng ta sẽ phát âm từ này là perception. Và phương án D chúng ta sẽ phát âm từ này là salary. Question 2. Ở câu hỏi phát âm thứ hai thì phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B. Phần gạch chân ở phương án B chúng ta sẽ phát âm là âm A, apron. Thế còn phần gạch chân ở ba phương án còn lại chúng ta sẽ phát âm là âm A, cụ thể như sau. Accent ở phương án A. Phương án C chúng ta sẽ phát âm là angle. Còn phương án D rất quen thuộc, chúng ta sẽ phát âm từ này là apple. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác. Mark the latter. A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3. Ở câu hỏi liên quan tới trọng âm thì ở câu hỏi thứ 3 này phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án C. Ở phương án C, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, còn ba phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cụ thể như sau. Phương án A chúng ta sẽ phát âm từ này là perform. Phương án B, chúng ta sẽ phát âm từ này là prevent. Còn phương án C, trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất, chúng ta sẽ phát âm từ này là fraction. Và phương án cuối cùng, phương án D, chúng ta sẽ đọc từ này là locate. Question 4 Chúng ta thấy phương án B, antonym, trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn ba phương án còn lại, trong âm lại rơi vào âm tiết thứ hai. Cụ thể như sau ở phương án a chúng ta sẽ phát âm từ này là mechanic phương án c chúng ta sẽ đọc từ này là permission và phương án d đây là một từ mà chúng ta thường phát âm nhầm trong tiếng anh chúng ta sẽ phát âm từ này là allergic bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác mark the letter a b c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 5. I just bought a new apron and some new pants. Blah blah blah. Apron was pretty expensive, but blah blah blah, pants weren't. A. a uh, a uh. B. the the C. a uh, the D. an the Chúng ta thấy trong trường hợp này, danh từ aprons và pants đã được xác định trong ngữ cảnh trước đó. Vì vậy mà mạo từ chúng ta sử dụng trong trường hợp này sẽ là mạo từ xác định, nên phương án chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B, the, the. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác. Question 6. I, blah blah blah, all the Mark Twain's novels by the time I was 20. A. Had read. B. Have read. C. Will read. D read. Ở câu hỏi thứ 6 này, phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án A, had read. Ở đây, chúng ta phải sử dụng thời quá khứ hoàn thành vì chúng ta đang muốn diễn tả một hành động xảy ra hoặc hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Question 7. At first, he denied blah 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 the motorbike, but he later admitted it. A. To steal. B. Steal c stealing d to have stolen đối với câu hỏi này thì đây là một câu hỏi liên quan tới kiến thức về danh động từ cũng như động từ nguyên thể trong trường hợp này phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án c stealing chúng ta có cấu trúc deny sẽ đi cùng với danh động từ có nghĩa là từ chối hay phủ nhận làm việc gì đó question 8 the vice president won't That this problem would bring about a decline in blah 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 growth as well as poorer public services. A. economic B. economical C. economically D. economics. Đối với câu hỏi này, phương án mà chúng ta lựa chọn phải là phương án A. Ở đây chúng ta cần một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ growth. Ở đây chúng ta thấy Phương án C là một trạng từ, còn phương án D là một danh từ, vì vậy mà chúng ta loại hai phương án này, chỉ còn phương án A và B. Chúng ta thấy phương án B cũng là một tính từ, tuy nhiên, xét về nghĩa thì không phù hợp với câu văn này. Economical có nghĩa là tiết kiệm. Vì vậy, đối với câu hỏi này, phương án mà chúng ta lựa chọn chỉ có thể là phương án A. Question 9, blah blah blah, repeated assurances that the new product is completely safe, many people have stopped buying it. A. although B. despite C. because D. because of Đối với câu hỏi này, khi xét về nghĩa của câu thì chúng ta thấy phương án A và B là phù hợp về nghĩa. Tuy nhiên, hình thức sử dụng của hai phương án này lại khác nhau. Chúng ta có although sẽ đi cùng với một mệnh đề, còn despite sẽ đi cùng với một cụm danh từ. Ở trong câu hỏi này, chúng ta thấy sau chỗ trống cần điền là một cụm danh từ, vì vậy mà phương án chúng ta lựa chọn phải là phương án B. Question 10. At the 1936 Summer Olympics in Berlin, African American athlete Jesse Owens, blah blah blah, officials of the Third Reich had blatantly insulted won four gold medals, firmly disproving the Nazi Party's racist theories on athletic performance? A. Which? B. That? C. Whose? D. Whom? Đối với câu hỏi này, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án chính xác, đó là phương án D. Ở đây, chúng ta thấy vị trí cần điền sẽ là một đại từ quan hệ để thay thế cho danh từ chỉ người đứng trước đó, African American Athlete chúng ta sẽ loại phương án A vì which sẽ thay thế cho vật. Chúng ta cũng loại phương án B, that, vì that không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định. Và trong mệnh đề quan hệ, chúng ta đã có chủ ngữ officials và động từ exalted. Vì vậy mà chúng ta sẽ lựa chọn đại từ quan hệ whom làm tân ngữ. Question 11. Tom Smith couldn't make a clear blah 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 between crimes Which involve injury to people and those that don't. A distinction B command C speech D progress. ở đây chúng ta có cụm từ make a distinction có nghĩa là phân biệt nếu xét về nghĩa thì phương án a là phù hợp về nghĩa thêm nữa sau phần cần điền chúng ta thấy có between và các phương án khác thì sẽ không kết hợp với between vì vậy mà A là phương án lựa chọn chính xác. Question 12. The laws governing the possession of firearms and explosives blah blah blah. A. are reviewing. B. has reviewed. C. are being reviewed. D. has been reviewed. Ở câu hỏi này, phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ phải là phương án C. Chúng ta thấy laws đang được chia ở số nhiều vì vậy mà động từ cũng sẽ chia số nhiều thêm nữa chúng ta thấy review cần phải chia ở dạng bi động nên phương án chúng ta lựa chọn chỉ có thể là phương án c mà thôi question 13 tom is very furious bla 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 the way he's been treated at work a with b of c about d in đối với câu hỏi này chúng ta có cấu trúc to be furious about hoặc at something có nghĩa là tức giận vì điều gì đó. Vì vậy mà trong bốn phương án A, B, C, D, chúng ta sẽ lựa chọn phương án C, about cho câu hỏi này. Question 14. Daniel Thompson, an experienced detective, questioned the suspect, blah blah blah, than her new partner did. A. The most skillfully. B. more skillfully. C. skillfully. D. as skillfully as. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy đây là một câu hỏi liên quan tới kiến thức về so sánh. Sau phần cần điền chúng ta thấy có than, vì vậy mà chúng ta cần dạng so sánh hơn của trạng từ. Trong bốn phương án A, B, C, D thì chỉ có phương án B là phù hợp. Chúng ta thấy phương án A là so sánh hơn nhất Phương án C là không có so sánh, còn phương án D là so sánh ngang bằng. Question fifteen. Blah blah blah. She saved her money on electric bills. A. When replaced her old air conditioner with a new energy efficient model. B. Being replaced her old air conditioner with a new energy efficient model. C. When she replaced her old air conditioner with a new energy efficient model. D. Having been replaced her old air conditioner with a new energy efficient model. Ở câu hỏi này, trong bốn phương án A, B, C và D thì chỉ có phương án C là phù hợp. Khi xét về nghĩa thì chúng ta thấy động từ replace sẽ được chia ở dạng chủ động. Chúng ta thấy ba phương án A, B, D là dạng rút gọn mệnh đề với động từ replace chia ở bị động nên không phù hợp. Vì vậy trong câu hỏi này, phương án duy nhất mà chúng ta có thể lựa chọn chỉ có thể là phương án C mà thôi. Question 16. Robotic suits blah 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 in part to assist people with mobility challenges. A. were created. B. was created. C. have created. D. has created. Ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy động từ create sẽ chia ở dạng bị động và chúng ta có công thức của dạng bị động là to be cộng với động từ ở dạng phân từ 2. Trong trường hợp này chúng ta thấy chủ ngữ được chia ở số nhiều vì vậy mà chúng ta sẽ phải sử dụng were created thì mới chính xác. Nên trong bốn phương án A, B, C, D chỉ có phương án A là phù hợp. Question 17. Is the price quoted by the travel agent blah 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 of our meals or does it only cover the cost of the hotel and flights A inclusive B exhausted C exclusive D separate Ở trong trường hợp này, khi xét về nghĩa, ở câu văn này thì chúng ta có thể tạm hiểu như sau. Giá mà đại lý du lịch báo là đã bao gồm bữa ăn hay chỉ bao gồm chi phí khách sạn và vé máy bay? Nếu xét về nghĩa thì chỉ có phương án A là phù hợp. Các phương án còn lại chúng ta thấy không phù hợp về nghĩa đối với câu văn này. Question 18. It was such a moving speech. It almost blah 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 to my throat. A. Brought a lump. B. Took a battering. C. Looked a fright. D. Had a blonde moment. Đây là một câu hỏi liên quan tới thành ngữ. Ở đây chúng ta thấy phương án A, bring a lump to one's throat, có nghĩa là nghẹn lời. Phương án B, take a battering, có nghĩa là bị vùi dập hoặc bị đánh bại một cách nặng nề. Còn phương án C, look a fright, có nghĩa là trông thảm hại. Còn phương án D, have a blonde moment, có nghĩa là quên việc gì đó hoặc làm một điều gì đó ngớ ngẩn trong trường này chúng ta thấy sau vị trí cần điền có to my throat vì vậy mà phương án chính xác cho câu hỏi này sẽ là phương án a bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những câu hỏi liên quan tới từ đồng nghĩa và trái nghĩa mark the letter a b c or d on your answer sheet to indicate the words close in meaning to the underlined words in each of the following questions Question nineteen: Engineer Douglas Engelbart never got any royalties for what is perhaps his most famous invention, the computer mounts. A. Maintained. B. Extracted. C. Received. D. Cherished. Ở đây phương án mà chúng ta receive tương ứng với từ got trong câu đã cho. Phương án A, maintain, có nghĩa là duy trì. Phương án B, extract, có nghĩa là trích xuất ra. Còn phương án D, cherish, thì có nghĩa là trân trọng. Question 20. Scientists can get round the problem of space by building an intention. A, successfully solve. B, effectively create. C, positively think about. D, thoroughly approve of. ở đây chúng ta có cụm từ get around something có nghĩa là thành công trong việc gì vậy trong bốn phương án a b c d chỉ có phương án a là gần nghĩa nhất với cụm từ được gạch chân bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác mark the letter a b c or d on your answer sheet to indicate the words opposite in meaning to the underlined words in each of the following questions question 21 Alice, a talented math and science student, has had a clear career goal to become a biochemical engineer ever since she was a child. A. Complicated B. Impractical C. Vague D. Primary Trong trường này chúng ta thấy từ clear có nghĩa là rõ ràng. mà từ trái nghĩa với clear chỉ có thể là phương án C, vague có nghĩa là mơ hồ, không rõ ràng. Chúng ta thấy ba phương án còn lại đều không phù hợp. Question 22. Our objective is to destroy their offensive capability once and for all. A. permanently. B. temporarily. C. regularly. D. consequently. Ở đây chúng ta thấy cụm từ once and for all có nghĩa là mãi mãi. Vậy trái nghĩa với cụm từ này chỉ có phương án B là phù hợp. Temporarily có nghĩa là tạm thời. Các phương án còn lại đều không phù hợp trong trường hợp này. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best completes Each of the following exchanges. Question 23. Paul and Kitty are discussing a project. Kitty, I know one of the other groups is looking at the university library and whether it's adequate for a students' needs. Does it matter if we do the same thing as another group? Paul, blah, blah, blah. But I was wondering about investigating transport. A, I don't think so. B. Let's clear the mess. C. What's the matter with you? D. Another group is doing well. Ở đây chúng ta thấy Kitty đang hỏi ý kiến của Paul. Doesn't matter if. Vì vậy mà Paul sẽ cho ý kiến của cá nhân. Thế nên trong bốn phương án A, B, C, D thì chỉ có phương án A, I don't think so là phù hợp. Các phương án khác chúng ta thấy không phù hợp cho ngữ cảnh trong tình huống giao tiếp này Question 24 Amy is asking Jim about leaving the course Amy Hey Jim, do you mind if I ask you about something? Jim Blah 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 A Sure Amy, what's up B How are you doing C When are you leaving D What is the course? trong bốn lời hồi đáp A B C D thì chỉ có lời hồi đáp A là thích hợp. Trong tình huống giao tiếp này, Army đang hỏi Jim về việc liệu cô ấy có thể hỏi Jim một câu hỏi được không? Và chúng ta thấy ba phương án B, C và D thì không phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp của đoạn hội thoại này. Chúng ta cùng chuyển sang các câu hỏi liên quan tới nhận diện lỗi sai. Mark the letter A, B, C or D On your answer sheet to indicate the underlying part that needs correction in each of the following questions. Question 25. Scientists found that as much as two hundred and fourteen thousand square miles of the world's potential from land has become degrading by sand buildup. Chúng ta thấy so become sẽ là một tình tư. Ở đây chúng ta thấy degrading là tính từ ở dạng hiện tại phân tử, mang tính chủ động nên chưa chính xác. Chúng ta cần phải sửa degrading thành degraded thì mới phù hợp. Question 26. When explore the John F. Kennedy Presidential Library and Museum, visitors can see much of JFK's screenshot collection. Ở đây chúng ta thấy mệnh đề trạng ngữ đi với when đang được rút gọn. Và để rút gọn, thì động từ chính của mệnh đề trạng ngữ sẽ được đưa về dạng thích hợp. Ở đây chúng ta cần phải sửa explore thành exploring ở dạng chủ động thì mới chính xác. Nên phương án mà chúng ta lựa chọn cho câu hỏi này sẽ là phương án A. Question 27. Janet Guthrie, an engineer and pilot by training, became the first female race car driver compete in the Indianapolis 500. Đối với câu hỏi này, phương án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án D. Chúng ta thấy sau the first, the second, the third thường sẽ là danh từ và một động từ nguyên thể có to. Vì vậy mà chúng ta phải sửa compete thành to compete. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một dạng bài tập khác. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sense that is closest in meaning to each of the following questions. Question 28, the guard said words, you must not enter the area. A, the guard warned us not to enter the area. B, the guard ordered you not to enter the area. C, the guard persuaded us not to enter the area. D, the guard advised that you enter the area. Ở đây chúng ta thấy chúng ta cần phải đổi từ một câu trực tiếp. sang câu gián tiếp. Khi chúng ta chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì chúng ta cần phải chú ý sự thay đổi của đại từ và chúng ta cần phải lựa chọn động từ tường thuật sao cho phù hợp. Ở đây chúng ta thấy you trong lời nói trực tiếp sẽ phải đổi thành us trong lời nói gián tiếp. Và trong lời nói trực tiếp chúng ta thấy dùng động từ khuyết thiếu must. Vì vậy khi chúng ta chuyển sang câu tường thuật, động từ tường thuật chúng ta sử dụng phù hợp sẽ là want. Vì thế, trong bốn phương án A, Question 29. My brother wasn't strong enough to move these heavy boxes. A. These boxes couldn't be moved. B. These boxes were too heavy to move. C. My brother didn't have enough strength to move these boxes. D. My brother couldn't move these boxes because he was strong. Trong bốn phương án A, B, C, D của câu hỏi này, chúng ta thấy chỉ có phương án C là phù hợp. Chúng ta có cấu trúc, tính từ enough cộng với động từ nguyên thể có to, có thể được viết lại bằng cấu trúc enough cộng với danh từ và sau đó sẽ là một động từ nguyên thể có to. Question 30. My brother is still lying sick in bed Because he didn't take the medication as prescribed, A. My brother would be lying sick in bed if he had taken the medication as prescribed. B. If my brother had not taken medication as prescribed, he would be still lying sick in bed. C. Provided that my brother takes the medication as prescribed, he won't be lying sick in bed. D. If my brother had taken the medication as prescribed, he wouldn't still be lying sick in bed. Chúng ta thấy mệnh đề if sẽ là câu điều kiện loại 3, trái với quá khứ, còn mệnh đề chính sẽ là câu điều kiện loại 2, trái với hiện tại. Như vậy, trong 4 phương án của câu hỏi này, chỉ có phương án D là phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài tập kết hợp câu. Mark the letter A, B, C or D On your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions Question 31 Our real estate agent came highly recommended. She was able to sell our condominium in just over a week. A. Although coming highly recommended, she sold our condominium in just over a week. B. Our real estate agent highly recommended selling our condominium in just over the week. C. Our real estate agent, who came highly recommended, was able to sell our condominium in just over the week. D. Our real estate agent came highly recommended. She wasn't able to sell our condominium in just over the week. Ở đây chúng ta cần phải tìm ra câu văn vừa kết hợp được hai câu đơn đã cho nhưng đồng thời cũng phải truyền tải được ý nghĩa của câu văn gốc như vậy phương án mà chúng ta lựa chọn chỉ có thể là phương án c mà thôi ba phương án còn lại đã làm thay đổi ý nghĩa của câu văn gốc nên chúng ta sẽ không lựa chọn ba phương án này question 32 all the employees have been deceived that is the truth a hey, it's not true that all the employees have been deceived B. The truth is that all the employees deceived themselves. C. That all the employees have been deceived is the truth. D. The truth was that all the employees deceived themselves. Ở đây chúng ta thấy cũng tương tự như câu hỏi trước, chúng ta cũng cần một câu văn kết hợp có thể truyền tải được ý nghĩa của câu văn đã cho. Chúng ta thấy chỉ có phương án C là có thể truyền tải được ý nghĩa chính xác với hai câu đơn đã cho, còn ba phương án còn lại đã làm thay đổi ý nghĩa của câu gốc. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài tập điền từ để hoàn thành đoạn văn. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 33 to 37. Gluten free, necessary for some, optional for others. Gluten is a protein found in wheat, barley, and sometimes oats. Ingredients often blah 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 in breads, pastas, and desserts as a growing number of people are choosing to blah 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 gluten in their diets gluten-free products have become increasingly popular in grocery stores and on restaurant menus after all many people experience gas or bloating after taking gluten for people blah 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 are allergic to gluten avoiding gluten is a lifestyle choice but for those with a condition known as a celiac disease, avoiding gluten is a medical blah blah blah. Celiac disease is a type of autoimmune disease. When a person with celiac disease eats or drinks anything with gluten, the body's immune system attacks the inside of the small intestine. The resulting damage prevents the body from blah blah blah. Needed nutrients. Untreated celiac disease can lead to malnutrition, depression, anxiety, anemia, or weakened bones. It can also delay children's growth. Question thirty-three: A. Used. B. Had. C. Includes. D. Taken. Chúng ta thấy đối Chúng ta cần sử dụng động từ ở dạng phân từ 2 dành cho mệnh đề quan hệ rút gọn được chia ở dạng bị động. Chúng ta có thể chọn phương án A hoặc phương án D. Tuy nhiên ở phương án D chúng ta thấy không phù hợp về nghĩa, nên với câu hỏi này chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án A mà thôi. Question 34. A have B avoid C permit D repair ở đây trong bốn phương án thì phương án chúng ta lựa chọn sẽ là phương án B. Khi xét về nghĩa thì chúng ta thấy mệnh đề chính đang đề cập tới sự tồn tại của các sản phẩm không có gluten. Free gluten products. Vì vậy mà chúng ta chọn phương án B avoid là phương án phù hợp hơn cả. Question 35 A who B which C whose D whom Chúng ta sẽ chọn phương án A. Vị trí cần điền sẽ là đại từ quan hệ và đại từ quan hệ này thay thế cho danh từ chỉ người và làm chủ ngữ của mệnh đề. Nên phương án A là phương án phù hợp. Question 36. A. necessity. B. accuracy. C. condition. D. habit. Ở đây chúng ta thấy trong bốn phương án chỉ có phương án A là phù hợp. Xét về nghĩa với vế trước But for those with a condition known as celiac disease, thì chúng ta thấy danh từ necessity là phù hợp hơn cả. Nên phương án A là phương án lựa chọn của chúng ta. Question 37. A. Taking away. B. Absorbing. C. Eliminating. D. Decreasing. Câu này đã nói rằng các damage đã ngăn không cho cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy khi xét về nghĩa thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương. <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang dạng câu hỏi liên quan tới các bài đọc hiểu. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 38 to 42. A young chef and a stunning comeback. By the age of 26, Kwan Owachi had already experienced the kind of head-spinning rise and fall that most chefs will never know in a lifetime. Growing up in a financially struggling family in the Bronx, Mita Owachi was sent to Nigeria at age 10 to live with relatives because he kept Misbehaving in school. Returning to New York two years later, he resumed his downward trajectory, eventually joining a gang, selling drugs, and being expelled from college. Then Mr. Won Wachi turned things around. In his early 20s, he paddled candy on the subway, then used the money to finance a catering business. He graduated from the Culinary Institute of America, worked at the celebrated Martin restaurant, Bercy and Eleven Madison Park, and competed on Top Chef. At twenty-five, he was handed a claque blanche, offered to build the tasting menu restaurant of his dreams in Washington D.C., the Shaw Bijou, which quickly went from being one of the most anticipated openings in the country to a much-heralded flop closing after just 11 weeks. It seemed the chef's career was over before it even started. The story Mr. Onwachi, now 29, tells in his new memoir, Notes from a Young Black Chef, written with Dr. David Stein and published by Knopf. Despite the adversity, Mr. Onwachi did not stop striving hard. To become successful today. Question 38. What is the main purpose of the passage? A. To illustrate the life of a successful person in the USA. B. To urge young people to behave well to become successful. C. To affirm that education is the only way to become successful. D. To encourage young people to strive hard despite their adversity. chúng ta thấy đối với câu này thì phương án đúng chúng ta lựa chọn sẽ là phương án d. ý chính của đoạn văn đã được thể hiện ngay ở phần đầu tiên. By the age of 26, Kwanon Wachi had already experienced the kind of experience rise and fall that most chefs will never know in a lifetime. ý chính này đã được làm rõ, làm sáng tỏ thông qua những khó khăn mà ông Wachi đã trải qua trước khi thành công. Kết thúc bài văn, thì tác giả đã tóm ý và nêu luận cho toàn bài văn. Despite the adversity, Mito Onwachi did not stop striving hard to become successful today. Question 39 A. The eventful life of a young black chef B. Misbehaving in schools and its consequences C. How selling candy turns into catering business D. Mito Onwachi and his career in the show Bijou. Ở đây trong bốn phương án A, B, C, D thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được phương án A mà thôi. Chúng ta cùng nhau phân tích ý chính của đoạn văn đã được đưa ra trong câu đầu tiên. By the age of 26, Quan Onwachi had already experienced the kind of head spinning, rise and fall that most chefs will never know in a lifetime. Sau đó, ý này đã được làm rõ thông qua rất nhiều chi tiết, ví dụ Growing up in a financially struggling family in the Bronx, Middle Onwashi was sent to Nigeria at age 10 to live with relatives because he kept misbehaving in school, eventually joining again selling drugs and being expelled from college. Paddle candy on the subway, then use the money to finance a catering business. Question 40. The word resumed in paragraph 2 is closed in meaning to A. Discontinued B. Seized C. Completed D. Restarted Xét các câu văn đứng trước và đứng sau từ resumed. thì chúng ta có thể đoán được Mr. Onwachi đã quay trở lại việc mà trước đây ông đã làm. Vì vậy mà trong bốn phương án A, B, C, D chỉ có phương án D là phù hợp nhất. Growing up in a financially struggling family in the Bronx, Mr. Onwachi was sent to Nigeria at age 10 to live with relatives because he kept misbehaving in school. Returning to New York two years later, he resumed his downward trajectory, eventually joining again, selling drugs and being expelled from Cali. Question 41. According to the passage, when did middle on Washi build the Shaw Bijou? A. When he was 10 B. When he was 20 C. When he was 25 D. When he was 29 Đây là một câu hỏi mà chúng ta rất dễ dàng tìm thông tin trả lời. Đáp án mà chúng ta lựa chọn sẽ là phương án C, when he was 25. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong văn bản thông tin trả lời nằm ở cựng câu văn sau. At 25, he was handed a carte blanche offered to build the tasting menu restaurant of his dreams in Washington, D.C., the Shaw Bijou. Question 42. What happened to the Shaw Bijou? A. It was closed down. B. It was a success. B. It was a success. C. It was franchised. D. It was out of order. Đây cũng là một câu hỏi mà chúng ta cũng dễ dàng tìm được câu trả lời. Với bốn phương án A, B, C, D thì phương án của câu hỏi này sẽ là phương án A. Cũng giống như chúng ta vừa tìm hiểu ở câu hỏi trước thì thông tin này cũng nhằm trong đoạn văn mà chúng ta vừa phân tích ở câu hỏi trước